Alo, Trình Kỳ, tôi đã xem qua bản kế hoạch của cậu rồi. Tôi muốn bàn bạc với cậu một chút. Bây giờ hả? Tôi đang chuẩn bị đi đón tiếc Sam Sam rồi mà. Tôi sắp đến nhà cậu rồi. Hay là về đi, bây giờ tôi đến đi chung với cậu. Được thôi. Đó là gì vậy? Đây là quà đầy tháng. Sam Sam, cô tự mình chọn quà hả? Dạ đúng vậy. Cho tôi xem đi. Anh xem nè. Chú vịt con. Món quà đặc biệt ghê ha. Em bé nhất định sẽ rất thích. Thật không hả? Tôi cũng thấy nó vô cùng dễ thương. Chỉ là một con vịt bằng nhựa thôi mà, có gì đặc biệt chứ? Bộ Phong đang trả lương cho cô ít lắm sao? Lẽ nào chủ tịch đang chơi quà của mình rẻ tiền? Chủ tịch à, tuy những con vịt này nhìn rất là bình thường, nhưng thật ra những con vịt này còn biết hát và biết bơi, và quan trọng đó là hàng hiệu đó, có hiểu không hả? Mắc lắm đó, mắc hơn vịt thật nữa, anh có hiểu không? Thực ra thì sao? Thực ra đây chính là dịch bình thường thôi ạ. Quá ra mấy con vịt không biết hát nữa chứ. Đúng vậy đó, tôi đã đặt cho chúng một cái tên vàng hợp xướng vịt bé nhỉ. Đặc biệt là tiếng kêu của chúng cũng nghe giống như vịt thật lắm chứ bộ. Ý anh là sao vậy? Chưa hiểu à? Là rất khó nghe đó. Sam Sam, để tôi giới thiệu cô với cô Phong nha. Dạ được. Vậy sao? Chào tất cả mọi người. Cô đây là Tiết Sam Sam có đúng không? Dạ đúng, dạ đúng. Chào cô Phong Nguyệt. Cảm ơn cô nhiều nha, vì lần trước đã giúp cho tôi. Cô đừng có khách sáo như vậy. Xin giới thiệu với mọi người, đây chính là vị mà lần trước đã hiến máu cho tôi, là ân nhân cứu mạng cô Tiết Sam Sam đó. Dạ xin chào mọi người, tôi là Tiết Sam Sam. Cảm ơn cô nhiều lắm Tiết tiểu thư. Dạ không có gì, không có gì, tôi nhiều máu lắm mà. Đúng mà. Cô đúng là người tốt mà. Không ngờ lại người thương đến như vậy luôn. Được rồi, mọi người đừng có đứng ở đây nữa mà. Nè Sam Sam, ngồi xuống đây nói chuyện đi. À Tiết tiểu thư à, thức ăn hôm bữa có hợp khẩu vị không? Thật ra tôi đã dặn đầu bếp làm bữa trưa và đem đến cùng với anh trai của tôi đó. Chẳng lẽ cô không ăn hả? Tôi ăn rồi, tôi ăn rồi. Quá ra lô này cơm là do cô Phong đưa đến. Mình đã nói mà, chủ tịch không phải là người dịu dàng chu đáo gì đâu. Vậy cô có thấy thức ăn hợp khẩu vị không? Rất hợp, vô cùng hợp. Chỉ là sợ làm phiền cô thôi à. Có gì đâu mà phiền chứ. Cô cũng biết khẩu vị của anh trai tôi rất kén chọn, cho nên bữa trưa mỗi ngày phải do chính tay đầu bếp ở nhà làm rồi đưa đến. Chỉ là thuận tiện làm thêm một phần thôi mà. Hơn nữa nhân viên tập đoàn Phong Đằng tôi hiểu quá mà, người nào cũng làm việc hết sức. Nghe nói có người bữa trưa chỉ có ăn bánh mì. Cô không được như vậy nha, phải ăn uống đầy đủ đó. Cô Phong thật là chu đáo quá. Cái này chắc là cho em bé hả? Dạ đúng, dạ đúng. Tôi tự chọn đó, cô xem có thích không? Là vịt con, vừa có thể bơi là vừa có thể kêu. Dễ thương không? Ngon nghỉnh quá hả? Dạ phải, mỗi con một màu và tiếng kêu cũng khác nhau. Thật là ngộ đó, nè mọi người xem đi. Có dễ thương không?
Ơi, thật sự rất đẹp. Sam Sam à, cô có lòng thật đó. Cảm ơn cô vì món quà này nha. Cô biết không, tôi không thích người khác tặng tiền cho tôi đâu. Không hề có ý nghĩa gì hết trơn, cũng không thể hiện được tấm lòng. Cô có biết không, lúc đầu tôi hỏi anh trai tôi phải cảm ơn cô như thế nào, anh ấy lại nói với tôi anh ấy sẽ viết chi phiếu tặng cho cô. Như vậy thì làm sao được chứ, vậy chẳng phải là hạ thấp cô sao? Cho nên tôi đã cự tuyệt. Đại tiểu thư ơi, sao cô không chịu để cho chủ tịch hạ thấp tôi vậy? Tôi tình nguyện bị anh ấy hạ thấp mà. Chi phiếu và lời nói rõ ràng khác biệt nhiều lắm, lựa chọn cũng quá dễ dàng. Ôi trời, đau lòng quá.承诺是永远。